Legend of Fall. Đúng là đàn ông, ai cũng như ai. Gì chị? Thì nãy giờ 5 phút rồi nè, mà chưa trả lời tin nhắn nữa. Trước giờ đâu có vậy đâu. Thắm. Dạ. Có khi nào là anh có người khác không? Trời ơi, chị ơi, chị em lại chị luôn á. Trời ơi, chị đừng có diễn dông quá vậy. Nhiều khi anh đang bận rồi sao? Mà mới có 5 phút mà chị làm gì thế ghê vậy? Không có được, chị không có đợi thêm được nữa đâu. Cái vụ này là chị không để yên đâu á. Ai quen với bà cũng xui lắm chứ trời ơi. Thắm. Hả thộn hả thiệt đi đâu. Chị thấy em có giá trị lợi dụng rồi đó. Chị hả? Chị nói gì có vẻ bất an quá vậy. Em đâu có biết đâu. Ai biết chị còn trẻ mà chị đi sớm vậy. Nhiều khi chị sống ác quá vậy chị mới lãnh hậu quả vậy. Chị cũng chưa đi, chị mới ngáp ngáp à. Dạ. Dạ, anh qua liền em chìm rối lắm. Dạ có, chị đang nằm đây chị ngáp ngáp nè, anh nghe tiếng của chị nè. Ngáp, ngáp. Đó, anh thấy chưa? Chị ngáp quá trời rồi, anh qua lẹ chết. Rồi, dạ. Dạ. Anh chị được không? Kỳ không vậy, kỳ không? Kỳ gì? Đừng có nói ra nghe nha, lộ bí mật á, đuổi việc đó. Anh sắp tới rồi, sắp tới rồi, sắp tới rồi. Khóc đi, khóc đi. Khóc. Em ơi, có sao không vậy hả? Đỡ chưa? Trời. Thắm ơi. Dạ. Hồi nãy em gọi điện thoại cho anh, em đưa anh nghe là ngáp mà. Dạ. Đang ngáp sao bây giờ chuyển qua ho vậy? Chị nặng hơn rồi đó anh ơi. Chết rồi. Quá mình nói chuyện bực tới cổ chai này. Không, đừng có ơn. Anh sao bây giờ muốn cái gì em nói đi hả? Nói. Hiểu rồi. Chị nói tại sao chị nhắn tin cho anh mà 5 phút rồi không thấy tin nhắn của anh trả lời. Anh đi với cô nào phải không? Ủa em làm gì vậy? Em dịch giùm lời chị nói, chị muốn nói. Trời ơi mệt ghê đó, tạo giờ thì còn phiên dịch cái kiểu gì vậy? Anh không có trả lời tin nhắn của em là tại vì lúc đó anh đang đi toilet. Thiệt. Anh đi toilet chị, anh đi toilet. Đúng rồi, thật cái gì? Hiểu rồi. Cái gì? Chị nói anh nói dối chị, anh đi theo cô nào khác phải không? Không, anh không có nói dối gì với em phải tin đi, anh đâu có lừa dối gì em đâu, thiệt mà. Hả, cái gì em muốn gì? Sao em muốn gì? Cái gì vậy? Chị nói là anh nói chuyện nổi da gà quá. Hả? Gì phải không? Không phải hả? Chị nói chị lạnh quá. Lạnh. Quên rồi, xong cái đầu món đây. Đỡ chưa? Nóng quá anh ơi. Lạnh đi con. Chị nói anh tắt luôn đi. Tắt luôn. Rồi chị nói anh quạt tay cho chị đi. Quạt tay. Không phải, có cái cuốn sách kế bên anh. Dạ. Rồi, nhẹ nhẹ thôi. Mạnh lên tí nữa anh ơi. Anh đưa cho chị quạt luôn đi. Em quạt đi. Có. Chị muốn mánh nhẹ gì từ quạt đi. Lạnh có bị nổi da gà đúng không? Nếu mà nổi da gà nó dựng lên thì đập xuống. Đau quá làm chị đói. Rồi bây giờ em muốn ăn cái gì hả? Muốn ăn cái gì đây? Nói. Chị nói chị thèm pizza. Pizza hả? Rồi, ở đây đợi. Ngó nha, đi mua liền. Ủa ác quá không vậy? Ác gì? Không có sao đâu. Em nghe giữ mồm giữ miệng á. Ảnh mà biết được á thì đuổi việc em á. Trời ơi khổ ghê á. Con. Về rồi. Con này nè. Trời ơi. Anh đi tên lửa hả? Sao nhanh vậy? Đâu có anh. Bay qua lan can ăn cắp. Trời ơi. Hàng xóm mà. Đói thì ăn đi. Ăn pizza. Anh ơi. Chỉ muốn xin lỗi anh. Chị nói là chị thèm bò bến tết. Trời ơi em thiệt luôn á, em sao vậy? Anh đã đi cực khổ lắm mà bây giờ em không muốn ăn, em ăn cái khác hả? Phải, anh cũng đừng trách chị, pizza là món của em, còn bò bến tết mới là món của chị. Vậy thì ăn đi.
Dạ. Vừa phải thôi chứ đang bệnh hoạn mà, em làm ơn em nói gì em nhớ giùm cái đi. Trời ơi giờ khổ ghê á. Em nói thiệt chị, pizza nó cũng ngon á. Bây giờ em sao rồi hả, ổn không? Chị ăn miếng đỡ đói đi chị ơi. Nó nói đúng, ăn miếng đi nha. Dạ, ăn miếng đi chị. Ráng đi em. Thì ra từ nãy tới giờ em giả bộ hả? Em bệnh em nằm liệt giường cái kiểu gì mà bây giờ em thấy con nhện em bắn một cái còn nhanh hơn hồi nãy anh bắn qua lan can nữa hả? Thì... Thì cái gì? Hả? Thì cái gì? Vừa phải đâu nha. Còn em nữa, cái trò này là em bày ra đúng không hả? Thôi nhện. Thấy em bệnh chạy về lo lắng, mệt ghê em làm mấy cái trò vậy đó hả? Khỏi quan tâm nữa. Nhìn cái gì? Chia tay đi. Thôi trời, đói quá, ăn đỡ miếng đi chị ơi. Nè, chị ăn đi. Không bây giờ chị, em ăn pizza, chị ăn nhện đi. Không ăn gì hết đi kìa. Giờ cũng lỡ rồi, thôi bỏ đi. Không quen được người này kiếm người khác. Phải ế như tôi vậy nè, phải đâu bị bù đá. Hiểu không? Hết rồi. Thì đúng rồi. Hết thiệt luôn rồi. Người ta chặn số tôi luôn rồi nè. Bà chưa bị đánh là mai rồi đó. Cũng tại bà không? Bài vẽ ra làm chi? Thôi bỏ đi, bỏ đi. Dám ăn hiếp tôi hả? Lần này tôi cho bà chết. La 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 la. Linh ơi. Ơi. Có nhà không? Mở cửa cho Nhân với nè. Trời ơi, nhà có bao giờ mở đâu mà khóa. Ủa là sao? Có bao giờ khóa đâu mà mở vô đi. Ủa. Linh ở nhà với ai mà không đóng cửa? Ở nhà mình mẹ mất rồi, ba đi làm chưa về đâu. Mẹ mất rồi hả? Ừ. Nên xin lỗi nha. Ừ. Nhưng mà để cửa đó lâu lâu mẹ về thăm. Hả? Trời sợ quá. Ê, nhưng mà chừng nào ba về? À, không biết nữa. Chắc ba chưa về đâu. Thôi ngồi chơi đại đi, chờ Linh xíu nha. Linh vô Linh lột cái. Linh lột gì? Không, Linh lột gói trà pha cho Nhân uống. Ủa Nhân ơi, Linh hỏi thiệt nè, bao nhiêu vậy? Cái gì? Bao nhiêu? Của Nhân chắc chừng 20. Ghê vậy, 20. À không, ý Nhân nói là cái tuổi của Nhân á, tuổi Nhân là 20. Không phải, bao nhiêu muỗng đường nè. Ồ, đường á, trời, nãy giờ nghĩ bậy quá. À, đường thì chắc Nhân khỏi cần uống đường đi, tại vì Linh đủ ngọt rồi. Quỷ sứ à, vậy thôi khỏi bỏ đường nha. Nè, của Nhân đó. Cảm ơn Linh. À, sao vậy? Bị giật bẻ hả? Không, bị giật bẻ gì đâu, đói gì đâu, không Nhân ổn. Tại biết sao lần đầu hẹn hò qua tới nhà Linh á, Nhân rung. Quỷ sứ à. Cha xin cái tay đi. Ủa? Cái ghế nhà Linh nhúng đảo quá. À, lúc trước mẹ của Linh cũng ngồi y chang chỗ này luôn nè. Hả? Hay nhúng nhúng vậy đó. Hả? Ta bị nhồi máu cơ tim mất luôn rồi. Trời ơi, sâu luôn. Ủa, Linh lầy quá. Đâu có, Linh vậy là nhẹ đó. Ba của Linh còn lầy hơn nữa. Linh ơi. Dạ. Ba Linh về hả? Ừ, ba về. Sao nãy Linh nói là buổi tối mới về? Thì có hứng là ba về vậy á. Chết thôi. Linh ơi. Dạ. Ba vô đi, cửa đâu có khóa đâu. Đứng dậy đi. Cái con này. Dạ. Ba dặn bao nhiêu lần rồi, làm ở nhà là phải đóng cái cửa nó vào mà sao không chịu đóng cửa là sao? Lâu lâu mẹ về mà. Mẹ đi lối cửa sổ mà. Nhưng mà nhà phải đóng cửa đó. Con biết rồi. Sao thằng này ở đâu đấy? Dạ con chào bác. Bác chào con, là bạn con hả? Dạ, dạ. Bạn.
Đấy đấy, loại đấy tốt đấy. Cậu kia. Ai? Ngủ hả? Dạ đâu có ngủ đâu, tại con mệt quá con. Ngủ đi, về nhà ngủ chứ tiệm tôi chuẩn bị nghỉ trưa rồi. Dạ dạ thôi bác bây giờ thôi bác bán cho con đi. À là tới đây mua hàng hả? Dạ dạ. Bây dạ. Giờ không mua mày ngồi đi ngủ thằng này. Tại hồi nãy con thấy đông người quá con ngại. Có gì đâu mà ngại, mày mua cái gì đâu mà ngại, mua cái gì? Bác ở đây mình có bán cái ấy không? Cái ấy là cái gì? Là cái ấy ấy á. Ấy mày là đây bán thuốc mà phải nói thuốc gì, cái ấy ấy là ấy cái gì? Bao cao su hả? Thấy nói nhỏ thôi con ngại. Ngại cái gì? Nhỏ thôi. Bác lấy cho mày cái loại bác thích nha. Đây bác chờ tí bác lấy. Đây có nhiều loại lắm. Đây, loại đặc biệt. Mùi thích lắm. À vậy hả? Ừ, cái loại đây là mùi xả, mùi này cũng tốt. Đấy. Đây này, cái loại này xem nào, bao nhiêu đây? Bác ở đây bác có bán nước muối sinh lý không bác? Nước muối sinh lý hả? Dạ, nước muối sinh lý. Đây. Nước muối sinh lý đây rồi, cái dạ. Nước muối sinh lý với lại cái bao cao su mùi xả. Vậy không, con đâu có lấy này đâu, con lấy này hồi nào con lấy này hả? Bác sai gì mà sai dạ, đâu có đâu có đâu. Chị ơi, chị hình như là chị này đang vội với bác, có gì bác tính tiền cho chị này trước đi. Em mua cái gì đấy? Em mua hai cái này này. Mua hai cái này hả? 200 em. 200. Ừ. Cảm ơn em nha. Dạ vậy bác cho con rồi cái này nè, cái này không lấy cái này đúng không? Dạ giờ con lấy cái này thôi. Con lấy cái này thôi bác. Thằng này giờ lấy cái này thôi đúng không? Dạ lấy cái này thôi. Cái này bao nhiêu? Chờ bác xíu nha. Dạ. Ủa mấy đứa, cái mùi xả nó bao nhiêu đây? Bác ơi, bác sĩ. Bác ơi, ở đây bác có bán thuốc giảm cân không bác? Ở đây có bán nhân sâm không bác sĩ? Đây anh này không có bán nhân sâm. Nhưng mà anh có giao lưu với hội nhân sâm. Có gì em để lại số điện thoại đi. Em canh số nha. Đó. Để anh gọi kênh nhân sâm rồi có gì giao hàng đến tận nơi cho em nhá. Ok anh. Rồi cảm ơn em. Đi nha. Ừ. Quái nhân sâm. Bác. Rồi lấy thuốc giảm cân đúng không? Dạ không, giờ con hết cần rồi. Dạ bác ơi, con hết cần thuốc giảm cân rồi. Con hết cần rồi. Đấy, bác mới nghe mày nói gì lấy thuốc giảm cân mà. Dạ không, bây giờ con cần có cái hộp này, hai cái này con không cần nữa. Hai lần rồi nha. Dạ không. Mày nhá tao hai lần rồi nha. Người ta nói là xong có khúc, người có lúc. Mà bây giờ cái lúc này là con chỉ cần cái này thôi, có hai cái này con không cần nữa. Bây giờ mua một thứ này đúng không? Dạ. Mày không mua ba thứ đúng không? Không mua ba thứ. Nếu mày không mua ba thứ, tao cầm hộp bao cao su này ra giữa đường tao la lên mày mua bao cao su đấy. Thôi bác, con xin phép, con xin phép cho con, để con mua luôn ba thứ, con mua luôn ba thứ. Bác đừng nhát, con không sợ lắm. Ba thứ đúng không? Dạ ba thứ luôn. Lần sau mua hàng phải uy tín nha, nói cái gì là mua cái đấy. Vậy bác gói cho con ba cái này bác bao nhiêu tiền vậy bác? 300.000. Hả? Bác ơi, bác có bớt gì không? Mày thích bớt hay thích la? La đấy. Dạ thôi, vậy con gửi tiền bác. Dạ không bác, cái này để con bỏ vô đây đi. Bác gói cho con hai cái này thôi. Để con bỏ riêng này vô đây. Má. Dạ con cảm ơn bác. Nhân. Trời, thằng này dậy đi. Sao vậy? Hình như Nhân bị nhồi máu cơ tim giống mẹ Linh á. Khủng quá. Sợ. Ba bạn con. Dạ con chào bác, con là tên là Nhân. Dạ rất vui được gặp lại bác. Gặp lại hả? Dạ. Ủa hai người gặp nhau rồi hả? Biết nhau hả ba? Này là bạn hả? Dạ. Thế thì được, bạn bè hả? Hồi sáng nó tới nó mua. Bác đừng có nói nữa, con xin bác đừng nói. Bác nói nữa là Linh hiểu lầm là chết con luôn đó bác. Có cái gì hiểu lầm, bạn bè với nhau có gì đâu mà dạ, hiểu lầm. Dạ không phải bạn bè đâu bác. Dạ xin giới thiệu với bác, con đang quen Linh á. Dạ Linh là tình đầu của con á bác. Bác ơi, bác ổn không bác? Mày tình đây ta yêu hả? Dạ yêu. Không phải bạn bè hả? Dạ không. Tình ấy. Dạ chưa sai, dạ chưa có gì hết. Tụi con chưa có gì hết. Chắc không? Dạ chắc. Tình đầu đúng không? Dạ tình đầu. Mày có thật lòng không? Dạ con thật lòng với Linh lắm bác.
Lại Linh là lần đầu của con. Ủa lộn, Linh là tình đầu của con. Con thật lòng với Linh lắm. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Tao cho mày ngồi chưa? Con thương Linh thật lòng quá bác ơi. Con hứa với bác là con không bao giờ mà làm gì mà có lỗi với Linh, mà làm cho Linh buồn, Linh tổn thương đâu bác. Bác cho con quen Linh nha bác. Bác ơi bác. Mình nín. Bạn con khóc luôn rồi kìa. Bác cho con quen đi bác. Bác đồng ý. Con cảm ơn bác. Con cảm ơn bác. Đó, cái mặt nó thật lòng như này. Ba phải thử con ơi, phải thử. Tình đầu mà. Dạ. Nhưng cái chuyện mà ấy xả đấy. Dạ. Là phải suy nghĩ thật là kỹ. Bác chưa cho phép. Mới yêu, mới mối tình đầu là phải có một thời gian yêu nhau, tìm hiểu nhau thật là chín muồi, phải một có một cái đoạn đường dài ở bên nhau, hiểu không? Dạ. Chứ không thể nào mà xả sớm như vậy được. Dạ, dạ. Con bác còn không hấp nhiều sớm. Dạ. Suy nghĩ kỹ. Dạ. Thôi được rồi. Hồi sáng á thì ba cũng có gặp nó rồi. Dạ. Ừ, thì thấy cậu cũng là một người rất là đàng hoàng. Dạ con đàng hoàng lắm bác. Cho con quen Linh hả bác? Biết tại sao mà bác đồng ý không? Dạ sao bác? Bởi vì là bác để ý kỹ lắm. Cái nét mà cái lúc mày vào chỗ bác á, rất tế nhị. Dạ. Con tìm hiểu biết những phương pháp an toàn khi yêu như vậy là bác rất là thích. Dạ. Thôi bác ủng hộ. Ừ thế ngồi lên đi. Dạ, hai đứa bác ngồi nói chuyện với nhau đi. Bữa nay rồi lần đầu tới nhà bác. Dạ. Mày bác nấu chiêu đãi mày một món. Ơi món gì vậy bác? Nêu hấp xả. Trời ơi vợ, vợ làm cái gì vậy? Tự nhiên đem mấy cái này ra đây làm chi vậy? Em đi đánh ghen, đi đánh ghen. Ôi giỡn hoài vợ ơi. Anh đâu có làm gì đâu mà tự nhiên em đánh ghen là sao? Đồng ý là lâu lâu anh có nhắn tin với lại người bạn cũ của anh thôi, nhưng mà anh đâu có làm gì có lỗi với em đâu. Bấy lâu nay anh sống với em, anh chung thủy với em mà. Bình tĩnh vợ ơi. Bình tĩnh đi, trời ơi. Anh đâu có làm gì đâu, thiệt luôn á. Anh thề giờ anh hứa với em luôn, hồi xưa giờ anh không có làm gì có lỗi với em á. Thì em cũng có làm gì đâu. Thì em cũng có làm gì đâu. Thì sao em nói em đánh ghen rồi em đòi tùm lum tà la anh vậy? Ủa anh sao vậy? Em có nói em đánh ghen bồ cũ hay là đánh ghen bồ mới gì của anh đâu. Em nói là em đi đánh ghen giùm. Tự nhiên đi nhà ở không muốn ở nên đánh ghen gì mai. Giùm chị ba. Trời em rảnh em. Thôi em không biết đâu. Ba chị mới gọi em nè, chị khóc lóc, chị than thở đủ thứ hết trơn á. Anh ba ngoại tình có mùi nhí mà chị ba chị không bắt được tại trận, cho nên là ổng chối. Mỗi lần chị ba nói là ổng đánh chị ba bảo hành nữa. Em phải giúp chị ba thôi, tại vì bây giờ đầu óc chị ba đã rối bời rồi, không biết làm cái gì hết. Nói chung là bây giờ chị đang rối bời, cái bây giờ em qua em xúi chị là đi đánh ghen á hả? Đúng. Ồ tính ra rồi vợ anh cũng rảnh ha. Rảnh chứ, rảnh mới làm. Anh biết sao không? Đánh ghen là một quyết định đúng đắn. Tại vì sao? Tại vì đàn ông ngoại tình là cái thứ đàn ông không có xài được. Mình phải dạy cho một bài học, anh hiểu không? Em thấy chị ba chị hiền á, chị cứ khóc lóc, chị cứ gọi là đau khổ vật vả một mình chị. Chứ thử gặp em coi ha. Chồng em mà như vậy ha, là em giết. Em giết. Không những giết chết một mà giết chết hai người luôn. Đừng có nói giỡn mặt với em hả? Ừ thì em nói vậy thì nghe cũng có lý. Thì thật sự ra hồi xưa giờ anh cũng không thích là đàn ông con trai mà bắt cá hai tay đâu, thiệt luôn á. Đúng. Nhìn mấy cái này bà nội anh cũng không dám ngoại tình luôn á. Thì đó, ý là em là ví dụ, hiểu không? Em ví đúng dụ rồi. Anh ngoại tình còn không có thôi, có sao đâu. Có đâu trời, anh đàn ông thương vợ rồi đảm đang rồi này nọ nữa, không có đâu à. Thì đó, bởi vậy bây giờ mình phải đi giúp chị ba thôi. Ừ, nếu như mà em đi thì anh đi chung với em luôn. Thì không đó. Thiệt. Đi giúp em đi đánh ghe hay là đi qua bên đó giải dây. Không có đâu, anh nói thiệt là anh cũng không thích người đàn ông nào mà kiểu giống như là vậy đó. Cho nên anh đi theo em, để lỡ em có gì anh phải coi chừng em chứ em vợ anh mà. Hứa nha. Đừng có chỉ nha. Hứa nha. Hứa. Vậy thì hai đứa mình cùng đi đánh ghe. Ok. Đi. Yeah. Đâu mất tiêu rồi. Sao không chạy nhanh vậy? Anh đâu biết đâu, thì anh đi theo em nãy giờ mà. Bây giờ sao đây? Bây giờ ở đây nhiều phòng quá à. Mà bây giờ có biết ổng ở chỗ nào đâu mà kiếm. Em có cách.
muốn biết ông ở phòng nào thì mình phải gõ cửa từng phòng mình mới biết được. Có nghĩa là em đi gõ cửa từng phòng đúng không? Anh giỡn hả? Ông nghĩ sao em làm chuyện đó vậy? Anh mới là người đi gõ cửa từng phòng á. Chứ em đi gõ kỳ lắm. Đi. Đi vậy? Thì đi nè, nhưng mà bây giờ anh đi bên đây hay em đi bên đây? Anh đi bên này, em đi bên đây. Rồi quyết định vậy đi. Đi nhanh lên. Dạ, đau. Đi cẩn thận nha. Lộn phòng anh ơi, không có gì hết anh ơi. Tiếp đi anh. Thì chết cha. Thì này là mấy ông phòng quá. Vậy là tiếp tục của thầy nữa. Kỳ này ông chết chắc rồi. Giờ này mà bịt khẩu trang hả? Đi tới đây, chết chắc gì tôi. Thấy chưa? Mày chứ mày hết anh. Chết ông nào ba. Chết mày. Cặp bộ vợ tao. Đấy. Đúng không? Tôi không có cặp bộ gì với vợ anh hết á, tôi đi đánh ghen mà. Mày không cặp bộ vợ tao. Trời ơi, tôi đâu có biết anh là ai đâu. Vậy mày đi đây làm gì? Hả? Tôi đi đánh ghen. Tôi là một người đàn ông chung thủy, tôi rất là yêu vợ tôi không có bộ. Ông ơi. Sao mày nói nhiều quá vậy? Không mày thì là ai nữa? Mày. Cái gì vậy? Cái gì mà ông thân vậy? Dừng lại cái gì vậy? Bắt được ông ba hả? Ông ba. Ủa, này đâu phải ông ba đâu. Thì anh đâu. Anh là ai vậy? Anh là ai? Tại sao lại đánh chồng tôi hả? Anh là ai? Đây vợ. Vợ ông à? Vợ tôi. Chuyện gì vậy? Chồng của cô á, cặp bộ vợ của tôi. Anh ngoại tình hả? Anh không có biết nó. Anh là người đàn ông chung thủy mà. Anh đi đánh ghen với em mà. Anh không biết gì đâu. Bình tĩnh. Anh nói lại. Chồng của tôi cặp bồ với vợ anh hồi nào? Từ nãy đứng đây lấp lo nghe cửa này làm cái gì? Vậy? Với vợ nãy giờ mà nói gì vậy? Ông nói gì vậy? Hai vợ chồng tôi đi chung vô đây. Đi đánh ghen giùm. Đánh ghen giùm. Mà chồng tôi với tôi là đi từ nhà tới đây. Chồng tôi không có đi chung với con vợ nào của ông hết á. Nha. Ủa vậy không phải à? Dĩ nhiên là không phải rồi. Xô xát rồi. Vậy là hiểu lầm hả? Hiểu lầm đó. Xin lỗi ông nha. Lỗi phải gì? Mày nói nghe nè. Hai người đánh ghen giùm. Ê, tôi có ý này em nè. Hay giờ hai người đánh ghen giùm tụi tôi luôn đi. Nha. Không có rảnh. Vậy đánh thôi. Ê. Hả? Giá cả sao bạn? Cái gì? Được á.